Hello Rosie. What's your name? My name Trường. What's your name? My name Rosie. Today we will learn English two. Unit 9. V. 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 Rồi đọc đi. Van. Xe gì đó? Van. Xe ô tô đặt. Xe tải. Rồi cái bên đọc là gì? Van. Vas. 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 Bông hoa. Violet. 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 Mình gọi là hoa violet á. Em cu để mai em cu học đấy. Nè, đánh nhau đi, đánh nhau đi. Rồi, nào, đọc đi. This is my pretty, pretty van. This is my pretty bat. And this is my pretty violet. Violet. Very good. Dịch sao? Đây là bông à, đây là cái gì? Đây là chiếc xe tải xinh đẹp của tôi. Đây là cái bình hoa xinh đẹp của tôi. Đây là bông hoa xinh đẹp của tôi. Rồi. Cái này đọc được không? V van v v v van van v v v v van vas vas v v v vas vas v v v v violet violet v v v violet violet v v v. Rồi bạn này đang hát đúng không? Bạn là xinh gái nè. Có xe ô tô nè. Qua đây có xe ô tô nè. Đó, đọc ơi. Van. Vat. Violet. Violet. Break again. Van. Vat. Violet. This is my pretty. Pretty. Pretty van. This is my pretty vat. This is my pretty vat. Violet. Violet. This. There is. Pretty. Pretty. Violet. Violet. In my pretty vat. In my pretty van. Rồi. Bài này tô. Tô. Chữ gì? V v v này. V. V. Chiếc xe dễ thương không? V. 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 Xe đẹp quá. Rồi, cái đàn violon. Cái này là 7, bài 7 nha. Listen. Listen. Point. Point. And repeat. And repeat. Repeat. Color the picture that start with the v sound. Rồi đọc đi. Va violin. 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 Đọc nhanh nào. Violin. 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 What's this? Violet. Van. Van. Under. Under. Rồi chúng ta tô màu cái bài cái mấy cái từ mới học đó. Với chữ V đó. Mấy bạn nếu mà mấy bạn học khó mà mấy mẹ của mấy bạn đi vắng, mình sẽ mở unit của mình nhé.